cái kết của hạt bản chất với mô chống đỡ ở đây nó sẽ là mô liên kết mà mình đã nói đến ngày hôm trước. Thì ở trong đây cùng hạt các chia ra vỏ và quỷ, thì trong buồn quỷ chứa những cái gì? Như các bạn mới thấy bên kia là mình sẽ có hang bạch quyết và dây nan, đúng chưa? Hay là còn gọi là so quỷ và dây quỷ. Ok, thì mô mạch kiểu son là kiểu gì? Hôm trước mình đã nói rồi, nếu mô mạch kiểu son là mô mạch có lòng rộng hẹp, không đều, không chu vào, không màng đáy, có thể có tế bào nội mô hoặc không có, mà nếu có thì không liên tục. Vậy thì ở đây là mình thấy những cái đoạn này nè, hang bạch quyết là đoạn này, và như vậy thì lòng rộng hẹp, không đều, không chu vào, không màng đáy và không luôn tế bào nội mô. Vậy thì cái hang bạch quyết ở đây được coi như là mô mạch kiểu son, tức là mình phân loại hang bạch quyết hay còn gọi là sao tỷ ở đây nó chính là mô mạch kiểu son. Ok không?